À, xin chào các bạn, hôm nay mình lại về được một đầu đĩa thang Technic mã là SL1200MK3. À, đây là dòng dòng gấu của Technic nha. À, mã 1200 là dòng mã thành công nhất của hãng Technic, từ MK1 cho đến MK7 trong 50 năm hãng nó bán ra cũng không hề rẻ nha. Con này máy nó mạnh mà thiết kế dành cho dân chuyên chơi chơi âm thanh. À, tình trạng nắp mica zin theo máy nha, sáng đẹp nha. Tuy nó cũng có vài vết lông mèo nhẹ thôi, nó không ảnh hưởng gì đâu, rất là đẹp nha. Tình trạng là mình có hai máy lận, hai máy đều đẹp như nhau nha. Nó ở nắp thì cũng sáng đẹp hết nha, nói chung là cũng có vài vết lông mèo thôi nha, không đáng kể nha. Chứ thân máy là đẹp 98% nha, 98-99% lận nha, rất là đẹp nha. Nó thân máy nè, đẹp xuất sắc luôn á, 98-99%. Thân máy là không hề có một vết chày xước luôn nha, rất đẹp nha. Nó còn mã còn tem đàng hoàng nha. Đó, phía trước phía sau đều rất là đẹp nha. Nắp còn chữ luôn nha, nắp con này cũng còn chữ luôn nha, còn tem chữ đàng hoàng nha, rất là đẹp nha. Tình trạng là kim máng là zin theo máy nha. Kim này đánh nhạc là cực kỳ hay nha, rất là rõ nha. Ở đây mình bụi quá, ở cụm cân thì sáng đẹp nha. Cụm cân này nó có thể điều chỉnh được nha. Ở đây mình mở khóa nè, ở đây nó có cái khóa nha. Đó, nếu mình mở khóa mình có thể vặn cái nấm size dưới này nè, để nâng hạ toàn cụm cần. Nhiều khi mình chiều theo mình thay miếng lót này nè, mình cao lên hay thấp xuống gì đó, mình có thể vặn cái chỗ này để mà tùy chỉnh được nha. Còn đây thanh trượt là dành cho dân chuyên chơi DC. Đó. Nó có đèn soi tốc độ, có đèn soi kim. Đây là máy gấu nhất của hãng Technic nha. Mình test máy luôn nha. Đĩa mình nó hơi cũ nên hơi bụi xíu. Đây là công tắc nè, mở nè, đèn soi kim nè, đèn soi kim nè, đèn soi tốc độ nè. Máy này rất là mạnh nha. Đây lựa chọn 33 vòng, 45 vòng. Mình mà bấm star là trong vòng 1 giây là nó lấy tốc độ chuẩn luôn. Đấy, mình bấm nè, đó. 1 giây là nó lấy tốc độ chuẩn luôn. Cái vạch thứ hai mà từ dưới đếm lên nó dừng lại là chuẩn tốc nè. Đó, bấm là nó dừng liền nè. Bấm cái là chạy nè, đó 1 giây là nó lấy chuẩn tốc liền luôn. Đó, đây là mẫu thả tay hoàn toàn nha bạn. Mình mở khóa đây nè. Nâng cần lên. Rồi mình đưa vô, rồi hạ xuống. Thank you.
Những mẫu thả tay này là mình đều nâng tay hoàn toàn nha các bạn. Đưa cần trở về, khóa lại, bấm tắt. Bây giờ nếu như các bạn muốn nâng cấp kim autophone lại chuyên chơi nhạc này mình cũng có nha, các bạn thêm tiền nha. Hiện tại kim này mình cũng chỉ còn một cây nữa thôi, rất là đẹp nha. Máy đẹp xuất sắc nha bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.